Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ các bạn trận đấu rất hay của hai mỹ nữ Trương Đình Đình và Lan Kỳ Kỳ diễn ra sáng nay 3 tháng 10 2022. Trận này thì Trương Đình Đình cầm đỏ đi tiên, còn Lan Kỳ Kỳ cầm đen đấu hậu, trận đánh rất hấp dẫn mà bạn thích.
将军。
Phương Duyên. Trang Jun. 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 Vừa đi sĩ năm thối sáu xong, thầy Lan Kệ Kỳ cảm thấy không chống đỡ nổi nên đã buông cờ nhận thua. Trang Jun. Trang Jun. Trang Jun. Video mình xin kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thích, bạn đừng quên bấm đăng ký, bấm chuông. Mình sẽ làm video hay nhất, ngày mới nhất để phục vụ các bạn. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn ở đây và hẹn các bạn ở video sau.